Bài biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả của Tin Mới, các bạn thân mến. Trong môi trường tác chiến hiện nay, thì bên cạnh các phương tiện truyền thống được đúc kết qua nhiều năm, thì còn có sự hiện diện của các loại hình tác chiến mới đem lại hiệu quả tối ưu cho cục diện. Một trong số đó chính là tác chiến trên máy bay không người lái UAV. Và quả thật là không hổ danh là các cường quốc quân sự hàng đầu trên thế giới, Mỹ, Nga hay Trung Quốc cũng đang trên con đường chạy đua với nhân vật mới này. Song nếu như các bạn đang nghĩ là UAV có lẽ là chỉ thích hợp với các quốc gia lớn mạnh thì bạn đã hơi nhầm rồi đấy. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì mới đây dư luận đã được một phen xôn xao khi Bộ Quốc phòng Việt Nam chính thức trình làng chiếc UAV Made in Việt Nam. Thế nhưng không phải là UAV bình thường đâu, mà nó là loại UAV tấn công mang tên lửa khủng đấy các bạn ạ. Vậy thì thực hư là như thế nào? Nếu như bạn cũng đang tò mò thì hãy cùng với Tin Mới đi khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Câu chuyện là trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 năm ngoái, hàng loạt vũ khí khí tài của quân đội nhân dân Việt Nam đã lần lượt được giới thiệu và tạo ra một cú sốc cho những người quan tâm quân sự Việt Nam cả trong và ngoài nước. Bởi trong triển lãm lần này, ngoài quy tụ biệt đội siêu tăng T-62, T-54, T-90 thì nó còn là lần đầu tiên Quốc phòng Việt Nam trình làng chiếc UAV mới nhất do tập đoàn Viettel sản xuất. Nếu chỉ là chiếc UAV bình thường thì cũng chẳng đáng bàn làm gì. Thế nhưng mà đây lại là chiếc UAV đầu tiên của Việt Nam có khả năng mang cả tên lửa dẫn đường đấy các bạn ạ. Và mặc dù chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng không khó để chúng ta có thể nhận ra chiếc UAV Made in Việt Nam này mang nét nó giống với UAV Event của Quốc phòng Israel. Phía trước UAV là cái đầu giống như đầu cá heo, là nơi chứa bộ não của toàn bộ chiếc máy bay, trong đó chứa cảm biến hình ảnh hồng ngoại và hệ thống điều khiển thông tin liên lạc. Và vì là chiếc máy bay không người lái cỡ trung cho nên chiếc UAV Việt này có chiều cao trên 2m, nếu tính cả chiều cao đuôi với độ sải cánh rơi vào tầm trên 15m. Nếu các bạn quan sát kỹ sẽ thấy phần trên cánh có một mấu cứng. Phần đó chính là nơi để treo tên lửa giống như thiết kế của các loại máy bay tiêm kích UAV tấn công khác. Vậy cho nên mặc dù chưa được công bố chính xác về việc chiếc UAV này có được trang bị vũ khí hay không, nhưng từ những đặc điểm này thì chúng ta có thể xác nhận có tới trên 60% là chiếc UAV này có khả năng mang tên lửa hoặc không thì tương lai chắc chắn sẽ mang được. Cũng từ đó mà một vấn đề cốt yếu được đặt ra là nếu như chiếc UAV này mang được tên lửa thì chúng sẽ được sử dụng tên lửa loại nào đây nhỉ? Và lúc này thì mọi sự chú ý đều dồn vào tên lửa chống tăng không đối đất như Rock, một sản phẩm của tập đoàn công nghiệp hàng không IAI của Israel. Bởi vì trước đó vào năm 2018, tập đoàn IAI của Israel đã tích cực chào bán UAV Hedron, phiên bản Iron cho Việt Nam, mà Iron với tên lửa Nimrod vốn đã là cặp bài chủ quá nổi tiếng trên thế giới rồi. Cho nên là khi Việt Nam đặt dấu hỏi về tên lửa gắn với UAV thì đương nhiên Nimrod sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá rồi. Theo những nguồn tin từ mấy bác chuyên gia quốc phòng thì Nimrod là tên lửa chống tăng hạng nặng, nó được thiết kế để phóng từ máy bay cánh cố định, trực thăng hoặc là xe thiết giáp. Ngoài nhiệm vụ chính là chống tăng thì loại tên lửa này còn có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất cũng như là tàu xuồng cỡ nhỏ nữa. Tên lửa Nimrod dẫn đường bằng laser bán tự động khi bắn trực tiếp hoặc không đường ngắm thẳng thông qua sự chỉ thị mục tiêu từ nguồn phát. Nó hoạt động được cả ngày lẫn đêm với tầm bắn từ 300 đến 36.000m. Bên cạnh đó thì Nimrod còn là loại tên lửa có kích cỡ vô cùng gọn nhẹ với chiều dài 2,6m, đường kính thân 170mm và trọng lượng phóng là 100kg. Cho nên là với kích cỡ gọn gàng này chính là điểm cộng cho Nimrod. Ngoài ra còn có một ứng cử viên sáng giá khác, đó là tên lửa đối công AV của Nga. Loại tên lửa này có chiều dài 1/8, độ sải cánh 360mm, đường kính thân là 130mm, trọng lượng khi phóng nhẹ hơn Nimrod khi chỉ có 49g thôi và tầm bắn khoảng 400-8.000m tùy vào từng biến thể. Thế nhưng mà đó mới chỉ là những dự đoán thôi, còn chính xác như thế nào thì chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất Viettel mà thôi các bạn ạ.
Song với những tín hiệu này thì cũng đã cho thấy nền kỹ thuật quốc phòng của Việt Nam đã có được những bước tiến vượt bậc rồi đúng không nào? Bởi vì trước kia chúng ta cũng có sản xuất UAV đấy, nhưng mà Viettel cũng được coi là cái nôi của UAV made in Việt Nam. Rất nhiều biến thể UAV hiện đại mà không hại điện đã được ra đời dưới bàn tay khối óc của các kỹ sư Viettel. Và một trong những cái tên nổi bật có thể kể đến đó là máy bay không người lái VT-Swift. Chiếc máy bay không người lái này đã được trang bị động cơ điện giúp giảm tiếng ồn khi hoạt động. Ngoài ra thì nó còn được thiết kế cất hạ cánh hoàn toàn tự động bằng máy phóng lưới thu, khả năng tích hợp bộ định vị trí GPS chính xác và tin cậy, giúp cho VT-Swift có thể bay theo nhiều điểm định trước. Đặc biệt là với tầm bay tới 50 km, thì hệ thống thông tin sẽ có nhiệm vụ đảm bảo tính bảo mật cũng như là liên hệ liên tục kết nối với trạm mặt đất. Ngoài ra thì VT-Swift được trang bị hệ thống camera với độ phân giải cao, giúp theo dõi và giám sát các hoạt động dân sự hiệu quả. Hay là một nhân vật nổi bật khác, đó chính là chiếc UAV VT-Pigeon. Chiếc UAV trinh sát hạng nhẹ VT-Pigeon được chế tạo từ composite, có sải cánh 3,3m, trọng lượng cất cánh là 26kg, bay tự động với khả năng truyền thông tin, hình ảnh theo thời gian thực. Ngoài ra thì chiếc UAV này còn có khả năng bay với vận tốc 100-150 km/h, cự ly hoạt động 50 km, trinh sát bằng camera quang hồng ngoại với định dạng Full HD, có thể nhận dạng và phân biệt mục tiêu người lính trong khoảng 600m. Thế nhưng mà tất cả đều chỉ sử dụng được cho những nhiệm vụ trinh sát và phạm vi hoạt động còn hạn chế. Cho nên là việc nâng cấp chiếc UAV từ chỉ có nhiệm vụ trinh sát lên tới UAV có khả năng tấn công là điều hết sức cấp thiết. Mà nhất là lại còn trong tình hình nhiễu loạn ở Biển Đông như hiện nay. Bởi vì như các bạn đã biết thì hiện nay những diễn biến về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ngày càng phức tạp và khó lường hơn. Anh bạn Trung Quốc sau một thời gian im hơi vì dịch bệnh cũng đã bắt đầu quay trở lại với đường đua Biển Đông. Cụ thể thì vào tháng trước, Trung Quốc đã điều 220 tàu cá tập kết tại bãi đá Ba Đầu từ quần đảo Trường Sa của Việt Nam với mục đích là để gia tăng sự hiện diện của Bắc Kinh trong khu vực. Mặc dù Việt Nam và quốc gia có chủ quyền đã lên tiếng, thế nhưng mà anh bạn này vẫn có vẻ vẫn tỏ thái độ giả câm giả điếc và nói không được thì buộc chúng ta phải hành động thôi. Vậy nên là Việt Nam với cương vị là quốc gia có chủ quyền trong Biển Đông đã có những biện pháp để ngăn chặn những hành động bành trướng của anh bạn láng giềng này. Và việc phát triển UAV Việt Nam chính là một minh chứng rõ nét cho điều này, chứng tỏ là chúng ta đang tăng cường và cải thiện năng lực trinh sát cho các vấn đề trên Biển Đông. Có thể nói là Việt Nam đã nhận thức được rõ tầm quan trọng của máy bay không người lái trong chiến tranh công nghệ thời đại mới, cho nên là việc quân đội ta chú trọng phát triển UAV, đặc biệt là hướng tới các loại UAV vũ trang, là hướng đi hoàn toàn đúng đắn, giúp nâng cao khả năng tấn công cũng như là phòng thủ toàn diện, đặc biệt là trước một cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào với anh bạn Trung Quốc này. Từ đó mà chúng ta cũng thấy được rằng Việt Nam giờ đây không cần mua lại UAV từ các nhà sản xuất nước ngoài nữa, mà chúng ta đã có thể tự chế tạo trong nước được rồi. Và mặc dù là việc tự phát triển và tích hợp vũ khí không đối đất cho các ứng dụng UAV vẫn còn là một thách thức đối với ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có quyền đặt niềm tin tưởng vào sự sáng tạo và học hỏi không ngừng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đúng không nào các bạn? Còn các bạn thấy sao? Các bạn có ý kiến như thế nào về những chiếc UAV đời mới do Việt Nam tự sản xuất? Ý kiến của các bạn về vấn đề này như thế nào? Xin hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Còn video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa, hãy dành cho team mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của team mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.